Sau đây là cập nhật tình hình COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính từ 13 giờ ngày 18 tháng 9 đến 13 giờ ngày hôm nay 19 tháng 9. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 18 tháng 9 đến 13 giờ ngày 19 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 đã cách ly tập trung, trong đó một F1 liên quan chủ F0 hộ gia đình, một ca về từ Bình Định, cách ly tại bệnh viện ôn bướu. Số bệnh nhân chữa khỏi bệnh là 46 người. Tổng số lịch người được xét nghiệm toàn thành phố trong ngày là 14.524 lượt. Trong ngày đã tiêm 37.884 liều vaccine, tổng số đã tiêm đến nay là 530.967 liều, trong đó 456.447 người tiêm mũi 1, 74.520 người tiêm mũi 2. Tiếp sau đây là cập nhật các quận và phường vùng xanh tính đến 13 giờ ngày 19 tháng 9. Quận Hải Châu ghi nhận một ca mắc mới tại phường Thuận Phước, là F1 đã được cách ly xét nghiệm âm tính trước đó. Hiện có 6 phường không có ca mắc trong cộng đồng, 14 ngày liên tiếp, và hiện không có khu phong tỏa là Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu Một, Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Bình Thuận. Quận Thanh Khê có 5 phường, Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Giáng, Chinh Gián, Xuân Hà, không có ca mắc trong cộng đồng, 14 ngày liên tiếp, và hiện không có khu phong tỏa. Quận Sơn Trà là quận xanh, tất cả 7 phường của quận không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Ngũ Anh Sơn là quận xanh, tất cả 4 phường của quận không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Liên Chiểu có một phường là Hòa Khánh Bắc, không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Cẩm Lệ có hai phường là phường Khuê Trung và Hòa Thọ Thây, không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Huyện Hòa Văn có 9 xã, Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhân, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh, không có gặp mắt trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Hiện tại toàn thành phố có 34 xã phường trên 7 quận huyện 14 ngày liên tiếp.